Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo và mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội có chiều dài hơn 400m, tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng và được khởi công từ đầu năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2020. Tuy nhiên, đến nay thì tình trạng của dự án này vẫn đang là ngổn ngang vật liệu xây dựng, khiến cho giao thông đi qua lại khu vực này gặp nhiều khó khăn, môi trường bị ô nhiễm và ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt của người dân sinh sống hai bên đường. Chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Chương và Lê Hoàng từ đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ngay sau đây. Rác thải chất đống, dây điện lằng ngoằng, nắng thì bụi bặm mà mưa thì nhếch nhác. Đây là thực trạng xảy ra trên tuyến đường Vũ Trọng Phụng tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ôi, con đường này thì thứ nhất là những cái giờ tan tầm thì tắc suốt, ngày nào cũng tắc, sáng cũng tắc, trưa cũng tắc và tối cũng tắc. Lúc ngày mưa thì bẩn thỉu. Rồi là vì là người đã đào bới lên rồi, chưa thi công xong thì đào bới lên, nên ra là nó rất là đọng nước và rất là bẩn. Còn ngày nắng thì bụi. Nhà tôi ở đây nên là một ngày tôi phải cứ khi là cứ sáng mở mắt ra là phải lau. Qua đêm là phải lau, rất là bụi bẩn. Nói chung là đi lại rất là khó khăn. Cái bụi này thì rất là ảnh hưởng trực tiếp đến người dân sống ở khu vực trên con đường này thì rất là bụi. Thi công lâu quá, dân rất là mệt mỏi vì là ngày nắng thì nó bụi lắm. Mà đông đó, cái đường này thì rất là đông, không bao giờ vắng cả. Cái lưu lượng xe đi rất là đông. Cái ngày mưa gió như thế này thì coi như đưa trẻ con đi thì rất là vất vả, trơn trượt, có lúc còn ngã. Nên là chỉ mong là mình có kế hoạch thi công cho nhanh, cho nhân dân coi như là giao thông các thứ được thuận lợi thôi. Trước đó, tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, dài 434m với điểm đầu nối với phố Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi. Tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2019. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay, hai bên hành lang đường Vũ Trọng Phụng bao gồm phần vỉa hè rãnh cống thoát nước vẫn hết sức ngổn ngang, mặt đường lồi lõm, gập ghềnh, cản trở các phương tiện qua lại.